Cái này để dân y cà xa cũng như làm hồi hướng cho cha mẹ vậy đó, cầu siêu cho mặt cho cha mẹ đây rồi, rồi bắt đây đi chùa cũng là cầu siêu vậy, là cúng cho ông Lục tự là ổng nhập hạ rồi bắt đầu ông ra hạ ổng là 3 tháng vậy đó, rồi bắt đầu người phong tục người ta làm thì làm được có 1 tháng hả. Cái dàn nhạc của âm này nó phục vụ cho cộng đồng của dân tộc Khmer, mà trong đó đặc biệt là chùa Phật giáo Nam Tông Khmer. Nghe tiếng nhạc đến đâu thì người ta biết rằng là nơi đó có chuẩn bị cho cái cuộc lễ, đặc biệt là lễ là đám cưới thôi, nghĩa là đã đám cưới thì không phục vụ. Ngoài ra là tất cả các cái cuộc lễ truyền thống từ chùa cho đến cộng đồng đồng bào dân tộc Khmer đều phục vụ cả. Thích quá, xin gia đình đi học, xin ba mẹ đi học, rồi có chú cũng truyền dạy cho. Vừa là đam mê, vừa là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đoàn kết hết với nhau á, biết thương nhau, biết làm, biết chung nhau rồi này kia nọ rồi mới được. Cho mỗi người nữa, mỗi một người một nơi là ngã là làm cũng vô đó. Phải hòa hợp với nhau. Đồng bào mình ở mà dân tộc của mình nông dân á, thì nói chung á, thì một ngày càng một phát triển lên. Đi đâu mà nghe nhạc ngũ âm thì anh cũng có thể có tinh thần là ủng hộ cho bên mà bên chùa hoặc là bên anh em mình làm đánh nhạc ngũ âm á em.